Alo, xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay Mập mạp làm việc rất có hiệu suất, đặc biệt là chuyên truyện đi ăn trực Bởi huyện càng ngày càng nổi bật ngay khi Phương Tranh vừa về đến nhà còn chưa kịp lấy hơi, mập mạp đã dẫn muội muội tới cửa. Giao hỏa này khi nào nhận biết được hai chữ riêng từ đây? Phương Tranh bất mãn nói thầm, hướng ra ngoài cửa lớn mà đi nghênh đón mập mạp đại giá Quang Lâm. Trước cửa mập mạp cùng một vị hồng y cô nương đang đứng chung một chỗ, thi thoảng mập mạp quay đầu sang nói thầm với nàng, vị cô nương kêu bĩu môi tỏ ra không tình nguyện. Phương Tranh nhìn vị cô nương kia, mơ hồ, có chút quen mắt đợi cho đến lúc phương tranh tới gần vị cô nương kia hai mắt sáng ngời ngay sau đó đôi con ngươi tròn tròn là ngươi ờ, không phải ta phương tranh theo bản năng quay lưng lại tình cờ gặp phải thù xưa cô nương này rõ ràng chính là tiểu măng non mà lần trước hắn trêu chọc tiểu măng non cười lạnh <cười> hỗn đạn <laughs> đi mòn gót dày tìm chẳng thấy đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu mập bàm kinh ngạc nói ờ, hai người quen nhau sao ca ca lần trước trên chợ hoa tên hỗn đàn này khi dễ người ta, chính là hắn. Tiểu măng non nắm lấy ống tay áo mập mạp tố cáo nói. À, sao lại xảy ra chuyện này? Mập mập mờ mịt giống như là một người trong mộng không thể tự thoát ra được. Phương Tranh trột ra cười nói. À, mập mập, à, à, chú hình, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tiểu nhà đầu này không ngờ lại nằm muội muội của mập mạp, thực sự Phương Tranh cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa, bộ dáng hai người này như thế nào cũng không giống huynh muội. Bớt xàm ngôn đi, cậu tặc, nạp mạng. Tiểu măng non không cần phải nói chuyện phải trái, vùng quyền sông đen Nhìn từ góc độ thân thủ của nàng mà nói, quả thực tiểu cô nương này vốn đã có tư chất hung hăng cản quấy. quên cước của nàng rất hung bạo, giống như mưa rèn gió dữ cuốn tới bên người phương tranh. À mà bạc cứu! Dưới tình thế cấp bách, phương tranh đành phải trốn sau lưng của mập mạp, dùng nhục thuẫn của hắn mà ngăn cản thế công sắc bén của mỹ nhân. Mật nhi giương tay, không được hồ đồ. Mập mạp gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm có hàm chứa một cỗ khí thế uy nghiêm. Huy ca ca, người nói, còn không mau dừng tay, không nghe lời sẽ bị đánh vào mông. Ai, ai dạ? Phương tranh vừa trốn, miệng vừa ba hoa, thi thoảng rú lên mấy lần, thực sự là rất đau đớn. Tiểu măng non vốn định dừng tay, nghe được phương tranh vẫn điều đứng trêu trọc, nàng không khỏi tức giận, quyền đạo là càng tăng thêm vài phần. Ở mặt Mạch Nhi, muội muội thật là không nghe lời của ta. Mập mạp nghiêm mặt trầm giọng nói. Tiểu Mạc Non bất đắc dĩ dừng tay, không nói thêm lời nào. Một đôi mắt đẹp dừng trên người Phương Tranh. Không phải, không thừa nhận, tiểu nha đầu này dáng người rất được. Nàng cải trang mặc quần áo văn sĩ thì khí khái hạc tao nhã. Mặc đồ nữ nhân thì có khí chất như trăm hoa khoe sắc. Mà nàng không mặc quần áo. Ừ. Phương Tranh chưa từng thấy qua, nhưng nói vậy cũng không kém. Búp mặt à, hình trang hoàn mỹ biết bao. Nói mau, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Phương Huỳnh, người nói trước. Nhất thời mập mạp biến thành trọng tài. À, chuyện trước đây kỳ thực cũng rất đơn giản. Có một ngày ta đi dạo trên đường, kết quả không nghĩ tới lại đụng nhầm vào mặt nhi. Như vậy, như vậy. Phương Tranh tự thuật lời ít mà ý nhiều, đương nhiên cắt bớt một chút tình tiết mấu chốt. Người, hỗn đản, ai, người ai cho phép ngươi gọi ta mật nhi? Cà cà đừng nghe hắn Hắn nói bậy rõ ràng hắn đã trêu chọc người ta Mật nhi mặt hoa tức giận đến đỏ bừng Lớn tiếng lên án với mập mạp rằng Phương Tranh đắc tội với nàng hey, nói cũng không thể nói đúng tùng Ta trêu chọc người chỗ nào vậy Phương Tranh trận mắt lên Ba lăng nhăng nói Người, người tên hỗn đạn Mật nhi nắm chặt bàn tay Bộ dáng tư thế như muốn điều mạc sông tới Khóe mắt đã ướt át, nhưng lại quật cường chịu đựng, không cho nước mắt chảy xuống. Nói thật tiểu nhà đầu này bất kể là tức giận hay khóc lóc, thậm chí mắng chửi người khác, thoạt nhìn đều phi thường diễm lệ. Diễn cản đủ để câu hồn đoạt phách người khác. Nếu tính cách của hàng ôn nhu đi chút, Phương Tranh thề sẽ buông tay đầu hàng. Hiện tại à, tránh được càng xa thì càng tốt. Tốt lắm, tốt lắm, đừng làm ồn. Mập màm thống khổ vỗ chán hết lớn, sau đó quay đầu nói với Mật Nhi. Làm quen đi, vị này chính là hảo huynh đệ của ta. Tại Đạo Minh Thư Viện, thiếu chủ nhân hiệu buôn phương ra, phương tranh công tử cũng không tính là ngoại nhân một chút việc nhỏ mật nhi muội sẽ không tính toán chứ chớ để ca ca phải khó xử phương Huỳnh, vị này là muội muội của ta bởi vì hàng năm phụ thân đều đi buôn bán bên ngoài cho nên không ai quản giáo tính khí có chút hồ đồ xin phương Huỳnh chớ trách mật nhi hừ lạnh một tiếng đem mặt hoa quay ngoặt sang một bên không thèm để ý tới phương tranh à, à không trách không trách phương tranh cười híp mắt nói Kỳ thần ta cũng đã sai, tiện đây xin hướng Mật Nhi cô nương tạ lỗi. Đại Hồng Thủy thì bái miếu Long Vương, sớm biết Mật Nhi cô nương là mập à, là muội muội của Chu mình, thì mấy ngày hôm trước đã không cản dở như vậy. Ngụ ý của hắn nếu nàng không phải muội muội mập mạp thì thiếu gia ta đâu chỉ cản dở tới mức như vậy, còn phải hung hăng hơn thế nữa. Hừm. Họ Phương, ngươi cho rằng tùy tiện tạ lỗi là coi như xong sao? Nằm mơ, ngươi cứ chờ đó, sau này sẽ biết tay ta Mật Nhi cô nương rõ ràng không tiếp nhận thành ý lần này của Phương Tranh. À, ta khá hổ, đã tạ lỗi rồi mà còn không muốn buông tha người. Nhà đầu kia thực khó hậu hạ. Phương Tranh vội ho khan một tiếng, sau đó hướng Mật Nhi tiếp tục thi lễ thật dài, diễn cảm chân thành nói. Mật Nhi cô nương, thật lòng xin lỗi, chuyện buổi sáng hôm đó là ta không đúng, nhưng thực sự ta không có ác ý, chỉ là thấy cô nương quốc sắc thiên hương đẹp tựa thần tiên thanh nhã thoát tục như hoa sen nở rộ diễm lệ rực rỡ như hoa đào khoe sắc tháng ba tại hạ nóng lòng muốn kết thân với cô nương nhưng không nghĩ tới không tìm được bị pháp nào vì thế đành phải dùng hạ sách này cùng cô nương tiếp cận vui đùa mong rằng cô nương chớ trách tại hạ vì đễ phương tranh vốn còn muốn ca ngợi thêm một câu hai câu rồi là cái trồi mang trên nhực của nàng giống như là hàn mai ngạo nghễ vươn trong tiết nhưng sợ nàng sẽ vọt vào trong phòng bếp của Phương gia, cầm thái đao đuổi giết hắn, cho nên Phương Tranh rất sáng suốt không đề cập tới vấn đề này. Nữ nhân không quản xấu đẹp béo gầy, đều thích người khác nịnh nọt, mặc dù nói sai sự thực nghiêm trọng, các nàng cũng sẽ bị tai trộm chuông cho rằng đây là nói thật. Huống chi vị mật nhi cô nương trước mắt vẫn có chút vốn liếng để càng ngợi Cho nên Phương Tranh vừa rất lời, tức thì đã có chút hiệu quả. Cụ thể là biểu hiện của Mật nhi lúc này còn mập mạp thì kinh ngạc nhìn phương tranh tự hồ không thể tưởng tượng được hắn sẽ hướng muội muội của mình nói ra những lời khen tặng ghê tởm như vậy tiểu cô nương 15-16 tuổi quả thực rất dễ lừa gạt mật nhi bị phương tranh thổi phồng mấy câu không nhịn được thẹn thùng hai má đỏ ửng nước mắt sớm đã dừng nhìn hai vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ giống như hoa đào gặp mưa thật thương cảm hai tay mân mê góc áo sau đó hung hăng liếc mắt nhìn phương tranh một cái tự hồ nghĩ lại bản thân mình cùng phương tranh có xích mích nhất thời không biết phải làm sao để xuống đài tiểu cô nương tính tình rất là đáng yêu phương tranh lại nói để tỏ lòng xin lỗi với mật nhi cô nương tại hạ mời mật nhi cô nương cùng chu huynh dùng cơm ừ, bữa này miễn phí lần sau không được viện tới này nữa mật nhi hừ nhẹ một tiếng chiếc cằm nhỏ xinh cao ngạo nâng lên trước khi bước vào phương phủ còn miệng cứng rắn nói hừ, nhiều người muốn mời bổn tôn đương dùng cơm còn không được, hiếm lạ lắm sao. Phương Tranh thầm đau mồ hôi, đoạn ân này xem như là tạm thời giải quyết xong. May mắn là bản thân có tài ăn nói, không hiểu mập mạp từ đâu tìm ra được một vị muội muội cuồng dã như vậy. Liếc nhìn mập mạp một cái, trên mặt hắn cũng lộ vẻ cười khổ. Mập mạp huynh muội đến để cho Phương phủ đã tổ chức yến tiệc, làm cho bầu không khí buổi tối trong Phương gia rất náo nhiệt. Mật Nhi thay đổi bản sắc điêu hoa, trong bữa tiệc rất cung kính đối với Phương Lão Gia cùng Phương Phu Nhân. Một bên rót rượu cho Phương Lão Gia, một bên gắp thức ăn cho Phương Phu Nhân. Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào gọi bá phụ cùng bá mẫu khiến cho nhị lão phấn khởi cười tới mức khó ngậm được miệng. Phương Tranh trong lúc ăn cơm đã cảm thấy rất buồn bực. Công phu nịnh nọt của mập mạp có thể là xuất thân từ di truyền, nhưng so với muội muội của hắn đúng là sóng trường giang, lớp sau xô lớp trước. Lặng lẽ kéo ống tay áo của mập mạp, Phương Tranh ghé tay hắn nhẹ giọng. Vậy vị này có thật là muội muội ngươi không? Không phải muội muội ngươi cái gì linh tinh đó chứ? Mập mạp bất mãn lườn hắn một cái. Nói cái gì đây? Đương nhiên là muội muội ruột của ta, cùng chui từ bụng mẫu thần. Phương Tranh châm ngòi quan hệ tình cảm hai người bọn họ nói. Sao nhìn không giống vậy? Ta nói để mập mạp. Phụ thân cùng mẫu thân ngươi thật là thiên vị. Nhìn xem, mỗi buổi ngươi bộ dáng có thể gọi là quốc sắc thiên hương. người gặp người tích, hoa gặp hoa nở. Khẳng định đã đoạt đi của người không ít phong quang lại nhìn xem thật tiền bát đảo người kìa ui giời, còn béo như vậy thời thấu của người nhất định gặp phải không ít bóng mà lời còn chưa dứt đã cảm thấy trên đầu bị có một cái phương tranh đau đớn quay đầu nhìn lại hung thủ rõ ràng là mật nhi mặc dù mật nhi đang nói chuyện cùng phương gia nhị lão nhưng lục trí tới trên người phương tranh lại chưa lúc nào thả lòng thấy hắn bộ dáng lén tút nói thầm cùng mập mạp liền biết ngay ra hỏa này không có cái lời gì hay ho vì thế nàng cũng lặng lẽ tới gần nhà trộm. Quả nhân gia hoàn này đang châm ngòi đi rán. Mật Nhi hơi nheo nheo mắt lại nói, Phương Đại Thiếu Gia, ngươi cùng ca ca nói chuyện gì đó. Phương Tranh biết mình đuôi đi, cũng không dám nhiều lời, mỉm cười hướng mập mạp nâng chén. À tới uống rượu, uống rượu. Phương Lão Gia cùng Phương Phu Nhân đều thấy thế nhìn nhau mỉm cười. Phương Gia chỉ có một mình Phương Tranh là người nối nghiệp, chưa bao giờ thấy qua tình cảnh cái đoạn cùng tiểu nữ nhi. Nhị Lão nhìn Mật Nhi, càng ngắm càng vừa lòng. Xem điều bộ này tự hồ coi như nàng đã là con dâu. Phương Tranh còn không biết được tin tức. Chỉ mất một thời gian bữa cơm, nhị lão đã nhìn chúng con dâu tương lai. Sau khi ăn uống xong xuôi tâm sự hàn huyên thêm chốc lát, hắn liền tiến huynh muội mập mạp ra ngoài đại môn. Trước cổng đã có một tổ xe ngựa đứng chờ, mà bốn phía chung quanh xe ngựa còn có mười mấy vị hán tử ăn mặc trang phục võ sĩ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phát ra khí tức dũng mãnh của nhà binh truyền nghiệp. Thấy huynh bội mập mạp đi ra, tất cả đều khom lưng ôm quyền. Mập mạp cùng Mật Nhi không nhiều đời, cả hai bước đến chỗ xe ngựa. Phương Tranh âm thầm tặc lưỡi, từ khi nào tiểu tử này đã thích phô trương thanh thế như vậy? Nhìn xem tình hình này, xuất thân của hắn thực sự là con nhà làm ăn buôn bán sao? Cỗ xe ngựa vừa chuyển động, tấm rèm đền được vén đen, một thanh âm giòn tan chuyển đến. Họ Phương hỗn đản, người còn mẹ nó, bổn tú nương không thèm tính toán chuyện trước kia với ngươi, sau này còn dám gây với bổn tú nương, còn mẹ nó bồn cô nương thiến người tiếp theo bên trong sang nghệ truyền tới những tiếng trách mắng của mập mạp cùng với tiếng cười giòn giã của mật đi vang lên phương tranh lau mồ hôi lạnh liền xoay người đi vào trong phủ hắn âm thầm quyết định sau này địa phương nào có tiểu nha đầu kia nhất định sẽ nhượng bộ đuôi binh nhìn thấy là từ xa cũng phải tránh dùng từ hoa hồng có gai cũng không đủ để hình dung phong tư của tiểu nha đầu kia nàng quả thực là hoa ăn thịt người thật vất vả mới xuyên Việt về thời cổ đại, lần đầu tiên trêu chọc nữ nhân, gặp nàng xuất sư bất lợi, thực là đèn đùi. Trở lại chính sảnh, Phương lão gia cùng Phương phu nhân ngồi xuống uống trà, Phương phu nhân hướng ánh mắt đến Phương lão gia, Phương lão gia vội ho khan một tiếng chậm rãi nói: Hờ, à, Tranh nhi, vì muội muội của Chu Vô đã có hôn phối chưa?" Phương Tranh và phạc nói: "À, Hai nhi không biết, hôm nay mới gặp lần thứ hai, Hai nhi cùng nàng không thân quen." hai lần gặp mặt đều không được vui vẻ. Phương lão gia ở một tiếng nói, <laughs> sau này ngươi hỏi Chu Vô, nếu mượn muội hắn chưa gả cho nhà khác, ta nhìn tiểu nha đầu kia không sai, nếu thực cần dứng. vậy ta liền vì ngươi làm chủ, mời ngươi đi Chu gia nói chuyện cuộc hôn nhân này. Phương Tranh ngẩn người chậm chạp nói, cần dứng. việc hôn nhân Đột nhiên kịp thời phản ứng, sợ tới mức hai chân như mềm nhũn. Cần chứng, ta cũng đạp, mặt gì? thấy phương lão ra chậm rãi gật đầu phương phu nhân tụng tìm cười liên tục vẻ mặt vui mừng hớn hở nhị lão không giống như đang nói đùa trong lòng phương tranh điền trầm xuống phụ mẫu nhìn chúng tiểu nhà đầu kia chuyện này phải nói thế nào cho phải tưởng tượng có một ngày nào đó nhà đầu mặc đồ cưới bước chân vào trong phương phủ lúc vén váy che mặt liền lộ ra diện mục chữ tợn đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến còn mẹ nó đi lấy cho lão nương chậu nước rửa chân Bỗng dưng Phương Tranh sợ run cả người đen, trên trán lấm tấm xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, khẩn trương nói: à, chuyện này không thể được, tuyệt đối không được." Phương lão gia nghe vậy giận tái mặt nói: "Hay là ngươi còn không nguyện ý, ta xem nha đầu kia diện mạo nhân phẩm giáo dưỡng đều là lựa chọn tốt nhất. ngươi còn không nhất định được người ta để ý nữa kìa." Nhân phẩm, giáo dưỡng, hai cái đồ vật này có vẻ như nàng không có đi sao? Nàng không thích ta là tốt nhất, dù gì ta cũng là thanh niên vĩ đại xuyên việt nào có thể đi cưới một cái nữ nhân đánh đá về làm vợ phương tranh dãy này lên nói chuyện tình lần này có phải hay không đã quá mức vội vàng dù sao hài nhi cùng với mập mạp cũng có giao tình vạn nhất việc này không thành ngày sau mọi người gặp lại đều khó xử phương phu nhân nhẹ giọng cho nên mới bảo ngươi đi dò xét chu vô nói bóng gió một chút đừng hỏi quá trực tiếp tranh nhi tuổi ngươi không còn nhỏ nữa rồi cũng đừng nghĩ 18 tuổi thành thân là sớm. Nhà chúng ta chỉ có một mình ngươi, nếu không đem trung thân đại sự dàn xếp cho ổn thỏa, chỉ sợ sau này sẽ chậm trễ. Rất lời Phương Phu Nhân buồn bã thở dài một hơi. 18 tuổi không thành thân tính là gì? Trong xã hội hiện đại, 28-30 tuổi chưa cưới vợ, cũng còn không thấy bọn họ khẩn trương. Phương Tranh không cho là đúng, trong đầu điền say chuyển, muốn tìm một lý do thật tốt đem chuyện này trì hoãn. Một lúc lâu sau, Phương Tranh nói rằng, Cũng không phải Hải Nhi không muốn, chỉ sợ việc này không có khả năng. Tin tưởng rằng phụ thân cũng đã nhìn ra, mập mạp này ạ, à, chính là Chu Vô, gia thế của hắn cũng không đơn giản. Thương nhân tầm thường như chúng ta, người nhà của hai huynh muội bọn họ sao có thể đồng ý chuyện hôn phối này được. Mới vừa rồi Hải Nhi đưa tiễn bọn họ ra ngoài, thấy trước cửa có hơn 10 gã hán tử mặc võ trang, nhìn đám hán tử đó giơ tay nhấc chân đều không giống hộ vệ bình thường. Bởi vậy có thể thấy được hai huynh muội Chu Vô đều không phải xuất thân thương nhân theo như lời hắn nói. Khả năng nhà người ta có thể là quan lại. Phụ thân cùng mẫu thân thường ngẫm lại mà xem, quan lại người ta, phương gia ta trèo tới được cửa hay sao. Nó một trang dài ý tứ rất rõ ràng, chuyện hôn phối với nhà đầu quần xã kia nhị lão cũng khỏi cần suy xét, nhanh chóng gột rửa rồi đi ngủ thôi. <laughs> Tên tiểu tử hỗn đàn này, chẳng lẽ ngươi vì không thích người ta liền mới cố tình nói dối lão phu? Phương Lão Sa bất mãn nói một câu. Phương Tranh khẩn trương thề thốt. Hải Nhi nếu dám lừa gạt phụ thân, ta liền không phải nhi tử của phụ thân đại nhân. Thối đậm, người có lừa Lão Phu hay không thì người vẫn là nhi tử của ta. Phương Lão Sa giận tím mặt. Phương Phu Nhân che miệng cười khẽ. Phương Đại Thiếu Sa cúi đầu nằm bẩm Thực sự là một gia đình hòa thuận, tiêu biểu. Thật lâu sau Phương Lão Sa mới chậm rãi vuốt trâu trầm ngâm. Nếu sự thực như lời ngươi nói việc này đành phải từ bỏ, Người trong thiên hạ đều không coi trọng thương nhân chúng ta, dù có ngàn vạn lần ra tài, vẫn không có được thân phận cùng thể diện. Quá thực khó khăn. Nói xong, Phương Lão Gia thở dài, vẻ mặt có chút điều hưu. Thương nhân trong thời đại xã hội phong kiến có địa vị rất thấp, sĩ nông, công, thương. Thương nhân vĩnh viễn ở tận cùng dưới đáy xã hội, muốn cùng quan lại người ta kết thông ra đó là chuyện vô cùng khó khăn. Phương Phu Nhân thở dài một hơi liên tục nói, Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Phương Tranh cảm thấy tâm tình của phụ mẫu đều ưu tư. Làm như hổ thẹn vì không thể cho hắn được một cái xuất thân trong sạch. Phương Tranh vội vàng nói. Thường nhân thì thế nào? Chúng ta ngày ngày đều ăn ngon mặc đẹp. Làm cho cái đám quan lại phải ghen tị mà thôi. Phụ thân cùng mẫu thân không cần phải lo vì chuyện này mà lấy làm phiền lòng. Phương lão gia cùng phu nhân lắc đầu im lặng không nói. Phương Tranh thấy thế cũng không muốn nhiều lời. Sau khi thi đế liền cáo đuôi hàng ngày chán nản đọc sách, thường nghĩ mỗi ngày đều lặp đi lặp lại sự tình đồng dạng, đi tới thư viện, tan học về nhà, ngủ, tới thư viện lại tan học. Cuộc sống như vậy đối với loại người không biết an phận như Phương Đại Thiếu Gia, hắn làm sao chịu được. May mắn còn có mập mạp bồi tiếp hắn, sau khi thân quen mới biết được, gia hỏa mập mạp này cũng thực sự là có tiền một cách vô lý. Phương Tranh đường đường là thiếu chủ nhân hiệu buôn Phương Gia, vậy mà trước mặt hắn quả thực giống như người đi xin cơm, Động một tí hắn có thể lấy ra ngân phiếu mấy trăm hoặc ngàn lượng bạc mang ra khoe khoang. Nhiều rồi thành quen, cho nên Phương Tranh cũng không quá ngạc nhiên như lúc ban đầu. Hơn nữa, mập mạp đối với con số không hề mẫn cảm, tỉ như một đồng tiền, một cái bánh bao. Nếu Phương Tranh nói với hắn mời lạng bạc một cái bánh bao, thì hắn cũng tin. Không biết có phải hắn đã tín nhiệm Phương Tranh một cách mù quáng hay căn bản không thèm để ý đến phương diện tiền bạc. Đổi lại là người có tâm địa độc ác, không chuẩn nên đem tiểu tử này đưa đến nơi hoang vắng trói đại phòng trừng có thể kiếm được một số tiền chuộc rất lớn. Phương Tranh rõ ràng tâm địa thiện đương, chỉ muốn hắn thường xuyên mời khách ăn cơm là được. Thiếu ra, đến lúc rời giường rồi. Thanh âm của tiểu lục thản nhiên đem Phương Tranh tỉnh lại từ trong mộng. Ây da! Dạ. Phương Tranh thống khổ vặn vẹo cơ thể, dùng chăn trùm kín đầu ấp úng nói. À, tiểu lục đi nói với phụ mẫu, hôm nay ta bị đau tay không đi được. Có thể đi trải, cuộc sống những ngày qua tại học đường thật đơn điệu, làm cho Phương Tranh bắt đầu cảm thấy chán nản. Vậy nô tỳ đi bẩm báo lão gia, thiếu gia đau tay nên không tới thư viện được. Tiểu Lục vẫn bình tĩnh nói, mấy kỹ xảo của Phương đại thiếu trong mắt nàng như là tiểu thí hài lăn lộn trên mặt đất làm nũng. Chậm, quay lại. Phương Tranh sợ tới mức nhảy dựng lên, người nghe nhầm, vừa rồi ta đang nói mơ. Ừ, thời gian đọc sách tốt như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ. Cổ nhân cũng thường học sách từ lúc gà gáy. Đương nhiên thiếu gia ta cũng không cam lòng chịu thua. Phương tranh vẫn dài dòng, tiểu lục không thèm để ý tới hắn, chân tay nhanh đẹ, bưng nước rửa mặt tới, sau đó bước lại gần hầu hạ phương tranh mặc quần áo. Tiểu nha đầu này thực sự là không hiểu cái gì là phong tình, nếu mạng tha ngắn một chút, chứ sợ cũng không thấy được lớp băng trên mặt của nàng ngày nào tan biến. Phương tranh âm thầm lắc đầu, giúp nàng kiểm tra thân thể chính là nguyện vọng không biết năm tháng nào mới được thỏa mãn tầm nguyện. Tiểu lục nhanh tay giúp Phương Tranh mặc y phục. Phương đại thiếu gia vẫn còn nhắm mắt, đứng im, mặc kệ nàng động thủ. Làm thiếu gia trong xã hội phong kiến thật tốt. Nếu đổi lại là thời hiện đại, tìm được khách sạn nào phục vụ chu đáo như vậy đây. Khách sạn năm sao cũng không có hạng mục này. Thiếu gia, ngươi đem cái gì giấu trong quần sao? Tiểu lục thanh âm có vài phần tò mò. À, cái gì? Cái gì đâu? Phương Tranh còn mơ màng. Chính là chỗ này, Tiểu lục xòe tay ra túm lấy bắt được một vật thể dạng côn, vừa dài vừa cứng, lại mềm, nghi hoặc. Cái này là vật gì? Nói xong tay nàng còn mân mê, xa nắn phải cái. Ngào! Phương tranh chấn kinh, toàn thân dùng mình một cái, cảm giác này thật là thoải mái, mới sáng sớm đã gặp diễm phúc như vậy. Thiếu gia ta có tài đức gì mà được lão thiên ưu ái như vậy? Tiểu lục bắt được vật gì không cần phải giới thiệu đi sao? A, à, mặc dù tiểu lục mới 15, nhưng nữ tử thời cổ đại đều trưởng thành sớm. Chuyện tình cần biết sớm đã được các đại thẩm, đại nương dạy cho nàng. Tiểu lục ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt phương tranh đang dục tiên tử, rốt cục đã kịp hiểu đồ vật trong tay là dạng gì. Hoảng hốt kêu to một tiếng, vội vàng buông bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt đỏ bừng, liền xoay người chạy ra ngoài. Ê, à, nên ta còn chưa thỏa mãn đâu, sao lại tính nửa vời thế này? Phương tranh bất mãn than thở cúi đầu nhìn lại, dưới hạ thân nổi lên một cục, nóng lòng muốn dương cờ khởi nghĩa. Phương Tranh cười một tiếng, sáng sớm đã chào cờ, hiện tượng sinh lý bình thường mà. Điều này chứng minh thiếu gia ta là một nam nhân cường tráng, có gì mà phải xấu hổ đâu. Phải tìm cơ hội dạy cho tiểu nha đầu này một khóa tri thức về sinh lý. Ngày sau mỗi buổi sáng sớm làm cho thiếu gia đến vài cái như vừa rồi, hộ thể của thiếu gia sẽ phi thường vui mừng. Phương Tranh hiếp mắt cười một lúc, bỗng nhiên kịp phản ứng. À, đây chẳng phải ta bị người khác vô lễ hay sao? mập mạp buổi trưa mời ta ăn cơm phương tranh cục đầu xuống bàn bộ sáng mệt mỏi nói hôm nay trên học đường là một lão phu tử không quen đang rung đùi đắc ý đọc thi kinh ngẫm lại một vị lão nhân gia mấy chục tuổi đầu xuân tình đầy mặt mắt lộ đào hoa diễn cảm đọc yếu điệu thục nữ quân tử hảo cầu khung cảnh này làm cho bao nhiêu kẻ khác không rét mà run phương tranh cùng mập mạp không hẹn mà cùng đồng thời khinh bỉ hey, vì sao lại là ta Mập bạp buồn bực, vô duyên vô cớ mời người ăn cơm. Đổi thay là ai cũng sẽ cảm thấy buồn bực. Chúc mừng hai chúng ta quen nhau 37 ngày, một canh giờ. Lý do này không được sao? <laughs> Chuyện này cần gì phải đi chúc mừng? Mập bạp giờ khóc giờ cười, vị phương thiếu gia này cái gì cũng tốt. Chỉ riêng thái độ làm người quá mức nhỏ mọn, thích lợi dụng. Đương nhiên đáng để ăn mừng, chúc mừng ngươi có một vị huynh đệ nghĩa bạc vân thiên như ta. Một con người khiêm tốn cởi mở, chẳng lẽ không đáng để ăn mừng sao? Phương Tranh vỗ vai mập mạp nghiêm trang nói. Được, muốn ăn trực thì cứ việc nói thẳng. Mập mạp đảo cặp mắt trắng giá nói. Được thôi, coi như ta muốn ăn trực. Tại trước mặt mập mạp, Phương Tranh không cần giữ gìn ra mặt, thẳng thắn nói. Người cũng đủ thẳng thắn. Mập mạp cười khổ. Đó là ưu điểm khá tốt của ta, ngay thẳng chỉ trong một chớp mắt. Phương Tranh vẫn khoe khoang. Lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy một tiếng loảng xoảng vang lên, Cánh cờ học đường bị một kẻ thô lỗ một cước đá văng. Nhất thời học sinh trong phòng ồn ào thành một mảnh. Lúc này, một đạo thân ảnh nhảy vọt vào trong, giống như một làn khói đen rớt tới trước mặt Phương Tranh cùng mập mạp. Không đợi cho hai người kịp phản ứng, đạo thân ảnh kia đã dừng trước mặt hai người. Nguyên đai là tiểu mạc non. Nàng đang mặc một bộ y phục nam nhân, chỉ là vẻ mặt tức giận do chạy quá nhanh. Bộ ngực sữa kịch điệt phập phòng, thở gấp. Trên chóp mũi tiết ra vài giọt mồ hôi, cầm lấy ống tay áo của mập mạp giống tên. Cà cà, lại có kẻ khi dễ người ta. Cái gì? Nói lại xem nào. Mập mạp ngẩn người ánh mắt quái dị nhìn sang Phương Tranh. Phương Tranh theo bản năng dịch sang vài bước lắc đầu. À, chuyện lần này thật đối không liên quan tới ta. Trong lòng buồn bực không thôi, nhà đầu kia thế nào lại dễ dàng để cho người khác khi dễ. Mập mạp còn chưa kịp hỏi đầu đuôi câu chuyện, tiểu măng non đã hung hăng cầm ống tay áo mập mạp đôi đi. Đám học sinh trong học đường đều trợn mắt há mồm, nhìn tiểu tử kia thật không hiểu chuyện, ra vào học đường như trốn không người. cả người, các người. Lão phu tử không biết họ gì kia khẽ giơ ngón tay chỉ ba người, môi run run đã muốn tức giận nhưng không thốt ra lời. Tiểu Măng Non thông để ý hắn, vừa quay đầu đại trông thấy Phương Tranh đứng nguyên tại chỗ sảng giọng. Làm sao ngươi còn đứng đây? Phương Tranh chỉnh trang lại y phục bộ dáng là như Lâm Đại Ngọc sau đó nói. Tiểu sinh thân thể yếu nhược Thấy phòng bà báo táp Tiểu măng non không kiên nhẫn cắt ngang Dừng còn mẹ nó lời vô nghĩa đại Vậy còn là nam nhân sao Đi hay không thì nói một câu cho sảng khoái Sau đó quay đầu hướng về phía Lão phu tử quát lớn Người cầm miệng nói chuyện còn lắp bắp Như thế nào dạy học đây Phương tranh vuốt mũi bất đắc dĩ Đành phải đi theo nàng Ánh mắt ái náy hướng về lão phu tử Có dấu hiệu xui một mép trên bục giảng Trong lòng đại thầm nghĩ nhà đầu kia sẽ không để cho ta ra đánh trận đầu chứ. Lấy tấm thân thể yếu nhược này của ta, chỉ sợ ra trận một hồi liền bị địch nhân chém cho ngã ngựa. Trên đường đi, tiểu mang non vội vàng nói nguyên do. Nguyên lai nàng thực đúng bị người ta khi dễ, cùng với lần phương tranh khi dễ khác nhau. Đi đến lắm cũng có ngày gặp quỷ, hơn nữa cuối cùng nàng gặp phải một gã sắc quỷ. Có người cổ đại nào thực sự không có con mắt nhìn người, cách giả nam trang của nàng chỉ có thể tự đánh lừa bản thân đi trên đường còn dưng dưng đắc ý tưởng rằng người khác đều xem nàng là nam nhân hôm nay gặp phải một tên lưu manh đầu đường xó chợ nhìn thấy nàng nhu mì xinh đẹp trông thấy điền nhịn không được tiến tiến trêu chọc nhà đầu kia há lại có thể khoanh tay ngồi nhìn vì thế đã cùng người ta động thủ nàng có tập thành qua chút võ nghệ mấy hiệp đền đem tên lưu manh kia đánh cho răng rơi đầy đất tên lưu manh không phục kêu gào muốn tìm đồng bọn hỗ trợ hẹn nàng thời gian địa điểm tái đấu quy mô lớn tiểu măng non tính tình ngang bướng không ngờ lại đáp ứng cho nên vội vàng chạy tới thư viện cầu viện binh. Làm sao người không đi báo quan? Phương Tranh không nhịn được hỏi. Tiểu băng non khinh thường liếc mắt nhìn Phương Tranh một cái nhọng nghĩ. Chúng ta là người giang hồ, tự nhiên phải giải quyết thuật lật lệ của người giang hồ. Người khác nếu dám động đến chúng ta thì phải cúi đầu xin lỗi tha thứ. Nếu thông báo cho quan phủ chẳng phải mất hết mặt mũi sao. mà mạp mất hứng chừng mắt nhìn nàng, tạo hình bộ dáng huynh trưởng. Hộ vệ của bệ đâu? chẳng lẽ dám đứng nhìn muội bị người ta khi dễ? Tiểu Mang Non đảo hai con mắt một vòng trột dạ. Lúc bọn họ theo muội ra tới cửa, muội ngại phiền tái đã tìm một cái ngõ nhỏ cắt đuôi bọn họ. Không việc gì. Phương Tranh đứng ra hòa giải. Mà bạc ngươi cũng có hộ vệ mà, cho hộ vệ ngươi đi thu thập bọn chúng là được. Mấy ngày hôm trước sau khi hai minh muội bọn họ dự yến tiệc xong, thanh thế lúc ra về có vẻ rất phô trương. Phương Tranh còn nhớ rất rõ ràng rành mạch tiểu măng non thấy phương tranh nói giúp nàng cảm kích nhắc mắt nhìn ai ngờ mập mạp cũng trột dạ vuốt mồ hôi chán thường ngày đến học đường cũng không gặp nguy hiểm gì ta không cho bọn họ đi theo hai huynh mọi nhà này thực đúng là cùng một đức tính phương tranh nghiêm túc hỏi tiểu măng non đối phương có bao nhiêu nhân mã không rõ nghe khẩu khí tên điêu manh kia chắc cũng phải có mười mấy người vậy còn sau không nhanh chóng đi gọi thêm người đã nhờ người khác tới phủ nhà ta tập hợp tỷ vệ à, hộ vệ Chúng ta đi trước chỗ hẹn, sắp hết thời gian rồi, không thể để bọn chúng coi thường chúng ta. Nhà đầu này thực là thông minh đánh lợi a à? chỉ nói một câu chúng ta đã đem phương tranh cổ vào, thanh kẻ cùng một hội cùng thuyền. Ba người đấu mười mấy người, bên ta đều là già nuôi yếu ớt, đối phương thì toàn tinh bình mãnh tướng. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, vừa thấy mặt ba người phương tranh, đối phương điền ra tay hạ đòn sát thủ. À, ở chuyện này tiểu sinh bất nhận bất chợt nhận được người nhà thiên lý truyền âm trong nhà xảy ra đại sự hai vị cứ đi công thả tiểu sinh cáo từ khang khái đĩa hội cùng bó tay chịu trói không có khác nhau bao nhiêu phương tranh cho rằng mình là người trưởng thành cũng không thể không biết suy nghĩ như tiểu nha đầu hồ đồ này khổng tử có viết qua quân tử phải nhịn được những việc nhỏ nhặt mà phương đại thiếu gia đang là một vị hàng thật giá thật rõ ràng là một vị quân tử không thể giả được nếu ai bảo ta không phải quân tử, lão tử sẽ liều mạng cùng hắn. Muốn lâm trận bảo chạy, không có cửa đâu, còn mẹ nó. Chuyện khi dễ đần trước ta còn chưa tính sổ với người, hôm nay nhất định phải đi theo giúp ta. Tiểu măng non không để cho Phương Tranh phân trần, vội vàng kéo ống tay háo của hắn đi tiếp. Ê, à, đừng kéo, quả thực nhà ta đang có việc gấp. Bớt nói nhảm. Chỉ nghe qua bức lương vi sướng, chưa từng nghe qua bức lương đánh nhau. Ai à, đừng kéo, tay áo sắp sách rồi. Tiểu nha đầu nhiệt tình như vậy, sao mà không đi gọi hậu vệ tới giúp? Hôm nay người nhất định phải đánh giúp ta. Huy đã nói ta chỉ lực trận a. À? Địa điểm tái đấu ước hẹn với nhau ngoài vùng phụ cận của năng nhân tự. Thánh địa Phật Môn lại bị một đám đầu đường xó chợ lôi kéo bẻ lũ tới đánh nhau. Thực sự là khinh nhờn Phật Môn. Không biết Phật tổ lão nhân gia có tính toán hay không? Xuyên Việt qua đây, Phương Tranh đã không dám tin rằng trên đời không có thần Phật. Thế sự huyền diệu, không ai đoán được chuyện gì, Ít nhất hiện tại phương tranh cảm thấy chỗ nào cũng có thần Phật cư ngụ. Năng nhân tử là một tòa miếu nhỏ, từ thời triều đình trước đã được xây dựng, hương khói trong miếu không được tốt lắm. Lúc trước thiên hạ đại loạn, hòa thượng ăn không đủ no, đại bộ phận đều đã hoàn tục ra ngoài kiếm tiền, chỉ còn lại mấy người dựa vào một chút hương khói ít ỏi cùng một chút tiếp tế của dân chúng quanh đây miễn cưỡng đủ sống qua ngày. Bên ngoài năng nhân tự là một rừng cây rậm rạp yên tĩnh, giữa ban ngày ban nhật ngay cả một bóng ảnh cũng đều không trông thấy. Không thể không nói địa điểm tái đấu này được chọn quá tốt, quả thực đánh nhau quần ẩu, giết người diệt khẩu, thì phong thủy của khu đất này đáng được xưng là thánh địa. Ba người một đường chân trư, cho nên qua hai nén hương thời gian mới có thể đi tới năng nhân tự. Cách môi miếu này khoảng 500 bước về phía bên phải, có một khu rừng cây rạm rạp, đó chính là địa điểm ước đấu. Đối phương đã kéo tới một đám người đang chờ bọn hắn, đại khái cũng hơn 20 người. Vừa nhìn đã biết toàn là kẻ đưa manh đầu đường xó chợ. Một gã đang quay đưng về phương tranh, động viên mấy đời cuối cùng với các huynh đệ trước khi lâm trận đại chiến. À, tóm lại các huynh đệ đều phải nâng cao tinh thần chiến đấu, giải cân hận trong lòng cho kiểu ca ta. Đợi lát nữa đem tiểu nữ từ kia đè xuống, cho các huynh đệ tư tư thưởng thức. Sau đó chúng huynh đệ ta lại đem nàng bán vào cứu viện cho ngàn vạn người trả đạp. Lời nói của người này rất có hấp lực, ngay khi vị cửu ca kiên nói xe cho bọn họ từ từ thưởng thức, đám lưu manh đã nhìn thấy ba người phương tranh, cụ thể mà nói thì thấy tiểu mang non. Trong thời đại này, kỳ thực mỹ nữ chân chính không có nhiều, một người như tiểu mang non vô luận dung mạo hay dáng người đều được xếp vào hạng mỹ nữ. Vì thế, đám lưu manh này nhất thời xúc động dâng trào, sói chu quỷ khóc, đương trường một mảnh hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ tiếc khi mỹ nữ không mở miệng nói chuyện, thật đúng là thiên kiều bá mỹ dáng vẻ ngây thơ hoạt bát, nhưng một khi nàng đã mở miệng. Đè con mẹ người, đổ giấm thối, lão nương đứng chỗ này nhìn xem tên hỗn đàn nào có bản lĩnh đè lão nương xuống. Phương Tranh cùng bập mạp đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thở dài một hơi. Nhìn sắc mặt của bập mạp còn khó coi hơn Phương Tranh rất nhiều, phòng chừng ngay cả hắn cũng không nghĩ thông tại sao muội bội của mình lại tràn trề cuồng giá đến như thế. Cửu ca nghe được liền quay người lại, chỉ thấy mặt mũi bầm dập không nhìn rõ ràng, chính đã ứng với câu đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận được ra. Trên cổ tay trái của hắn vẫn còn quấn một lớp vải thô, cử động hơi nhỏ một chút liền cảm thấy đau đớn truyền ra tới tận khóe miệng. Tiểu măng non đã khiến cho hắn chịu không ít đau khổ. Cửu ca thấy tiểu măng non đúng hẹn phó ước hơn nữa chỉ dẫn theo hai người tới giúp đỡ, trong lòng không khỏi mui vừng ngây ngất. Đồng thời, hắn còn tỉnh táo hò hét xung quanh, xác định ba người phương tranh không có phục binh, sau đó nhe răng cười. Nè, à, tiểu quỵ cho người thời gian đi mời người tới giúp đỡ, lại gọi hai cái phế vật tới đây sao? Phương Tranh cùng tiểu măng non nghe vậy, giận tím mặt, mập mạp lại cười híp mắt, biểu tình không thèm để ý. Đều nói tính tình mập mạp rất hài hòa, có thể thấy rõ ràng. Lúc này, đám lưu manh dĩ nhân hai tay xoa vào nhau, mắt không tốt nhìn chăm chăm tiểu măng non. Phương Tranh thấy thế trong lòng không khỏi trầm xuống, không nghĩ tới tiểu măng non tu nhân hành hung cửu ca nghiêm trọng tới mức như vậy. Hơn nữa, hắn còn đáp ứng xong việc sẽ cho đám lưu manh kia từ từ hưởng thụ. Đối mặt với mỹ nữ tuyệt sắc như thế, tự hỏi ai không độc tâm. Không nói bọn chúng, thay đổi lập phương tranh thì hắn cũng không sai biệt bao nhiêu. Nếu viện binh không tới kịp, sợ rằng hôm nay cả ba đều không có chỗ gì tốt. Phương tranh cùng mập mạp thì không tính, nhiều lắm thì sứt đầu mẻ chán, tin tưởng đám lưu manh này không dám tới mức giết người. Nhưng tiểu mang non thì có thể gặp phiền toái, một công nương yêu kiều rơi vào trong tay đám cầm thú này sẽ gặp kết cục gì. Không cần nghĩ cũng hiểu, coi như tiểu măng non am hiểu võ nghệ, nhưng một hổ không đấu lại được bầy lang, huống chi thoạt nhìn tọc mẹ này cũng không có gì đợi hại. Nghĩ đến đây, Phương Tranh không khỏi thầm hận tiểu măng non không biết suy nghĩ, coi chuyện ẩu đà chém giết là chuyện chơi đùa sao. Phương Tranh càng hận chính mình, tại sao ta lại ngu ngốc như vậy, ý chí kiên định một chút, cố gắng quên bảo mập mạp cùng nàng chờ thêm một chút. Ngay khi viện biên tới, cùng nhau giết qua đây. Vậy mà, không có căn cơ lại dám mang đao ra nghịch. Cái này thì tốt rồi, phiền toái đớn. Cùng điếc đập mạp, biểu tình trên mặt của hắn cũng rất nghiêm trọng. Xem ra mập mạp đã ý thức được tình huống không ổn. Phương tranh cùng mập mạp đều tính sai, ngay từ lúc đầu đã không coi đây là chuyện quan trọng. Trong đầu chỉ nghĩ cùng đối phương to tiếng vài câu, việc này như vậy là xong. Trên đường cái, tùy tiện va chạm có thể kết bao nhiêu thủ án. Nhưng nếu bọn chúng đã kéo đến đây, tiểu măng non này còn gây ra họa nhỏ sao? bản lĩnh của nàng không gây phiền phức lớn sẽ không xuất giá lấy chồng hai người suy xét tính kế thoát thân không có lòng dạ nào để ý tới tiểu mang non đang khiêu khích đám lưu manh tâm lý đang nhận lại từ cực hạn các người là một đám hỗn đản không phải nam nhân tiểu thấy giám trong cung còn khí khái hơn các ngươi các ngươi là một đũ cặn bã chỉ giỏi đấu võ mồm đám hỗn đản này sinh nhi tử mắng thật sảng khoái nhưng thật ra nha đầu đã quên trước mắt mà nói phía sau nàng thực sự không có thực lực gì ủng hộ cho dáng vẻ hung hăng bệ vệ của nàng. Mà mà biểu tình càng thêm khó coi, ở đây toàn ngoại nhân nên cũng ngại ngăn lời nhàn. Tình cảnh như vậy Phương Tranh nhỏ dặm trông ngòi. Công phu mồm mép của muội mọi người học từ ai vậy? Sau này về nhà ta phải giáo huấn nàng cho thật tốt. Cô nương à, mắng quá độc, ta nghe không chịu nổi. Sự tình hôm nay cũng nên cho nhà đầu kia chịu chút giáo huấn. Tính khí đại cô nương ong éo, miệng cũng quá cay nhiệt. Nguyên lai lúc đầu ấn tượng của Phương Tranh với nàng cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại có vài phần không thích. Ra thế mập mạp là thương nhân cũng tốt, quan lại người ta cũng tốt, theo lý thuyết giáo dưỡng đều không nên kém như vậy. Mập mạp mặt mày đen thui cắn răng, trong phủ toàn một đám thị vệ không có mắt, ừ, hộ vệ, đám hộ vệ triều mộ trước kia đều là người trong giang hồ. Nhà đầu theo chân bọn họ học qua vài năm công phu, không nghĩ đến ngay cả công phu mồm mép cũng đại thành, sau này về nhà nhất định sẽ nghiêm trị đám hộ vệ trong phủ. Tiểu măng non mắng một hồi thông khoái, đám lưu manh đối diện đều bị mất hứng. Cả đám sắn tay áo, hai con ngươi trận lên nhìn bộ dáng chuẩn bị đồng thủ. Phương Tranh thấy tình thế không ổn khẩn trương hô to một tiếng. Dừng tay! Phía trước tiểu măng non vẫn còn đang mắng chửi thậm tệ. Phương Tranh hướng mập mạp liếc mắt một cái. Mập mạp bước tới ra sức kéo nàng đuôi về, hung hăng trứng mắt. Người cầm miệng lại cho ta! Lúc này tiểu măng non mới dừng lại, yếu môi ủy khuất. Phương Tranh ôm quyền hướng tới đối phương. Chủ ca phải không? Trước dừng tay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng Sau đó tái đấu cũng không muộn Trước mắt này phải kéo thêm thời gian chờ viện binh Kiểu ca liếc mắt quan sát hử đạnh Chuyện này do nha đầu kia gây nên Muốn nói chuyện cũng nên cho tiểu nha đầu kia nó mới phải Người tính toán cái gì Phương tranh vượng cười Tiểu nha đầu không hiểu chuyện Không nên chất nhặt cùng nàng Kiểu ca Dưới nắm tay có thể lập nhân Trên lưng ngựa có thể là đại nhân vật Điểm ấy độ lượng cũng không có chút gì sao Đại khái tiểu ca này chưa từng bao giờ nghe qua người khác khen ngợi mình là đại nhân vật. Ngay vậy sắc mặt không khỏi hỏa hoãn. Phương Tranh vừa nói vừa quan sát, nhanh chóng rèn sắt ngay khi còn nóng. Việc này gặp ai thì không nói, nhưng riêng tiểu ca là một người hiểu chuyện. Cả đám người gây khó dễ với một tiểu nha đầu. Chuyện đi ra ngoài thanh tranh tiểu ca sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Theo ngụ ý tại hạ, hay là chúng ta hòa giải cho thỏa đáng? Tiểu ca, ngài nói thử một câu. Tiểu ca thanh âm căm hận nói, hòa giải, hóa giải thế nào Ngươi xem tiểu nhà đầu kia đánh ta thành cái dạng gì Rõ ràng là muốn lấy cái mạng giả của ta Phương Tranh về mặt đồng tình chắp tay Kiều ca Việc đến nước này thôi thì cũng không nhiều đời Như vậy đi Ba người tại hạ mời Kiều ca cùng các huynh đệ tới yêu nguyệt lâu đãi rượu bồi tội Mặt khác Kiều ca bị nhiều thương tổn như vậy Tại hạ cũng không yên tâm Chúng ta tạ lỗi cho Cửu ca một chút tiền thuốc men Như thế nào Kiều ca nghe vậy kể đạnh. cười lạnh Bồi thường tiền sao Ngươi có thể bồi được bao nhiêu tiền Kiều ca ta bị tiểu nha đầu này đạp xuống đất Làm cho cơi trước mặt các huynh đệ của ta Sau này làm sao có thể sống nơi đầu đường xó chợ đây Tưởng rằng bồi chút tiền Thì có thể giải quyết được mọi chuyện hay sao Phương Tranh nhún vai bất đắc dĩ Vậy ngài nói xem Giờ phải sao Phương Đại Thiếu Gia ngoại trừ bạc Thực đúng là không có vốn liếng gì khác Người ta không hứng thú với bạc của hắn Chuyện này không biết nên giải quyết thế nào Kiều ca tay chỉ tiểu mang non nham hiểm Ta chỉ muốn một mình nàng Phương Tranh lắc đầu. Việc này không có khả năng, đổi điều kiện khác đi, ngoại trừ nàng, điều kiện gì đều có thể chấp nhận. Tuy rằng không thích tiểu mang non, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là muội muội của mập mạp. Lại nói coi như nàng là một nữ nhân không biết thức thời, nhưng Phương Tranh cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn nàng bị một đám lưu manh khi dễ. Thi thoảng Phương gia đại thiếu cũng rất hay có tinh thần trượng nghĩa. Cửu ca cười nhạt nói, Tiểu đó đệ, ta muốn nói rõ ràng với ngươi đây không phải là thương được chỉ nói cho ngươi biết một tiếng Băng vào hai cái phế vật như các ngươi Khả năng bảo vệ tiểu quỷ hay sao Ngươi lấy cái gì thương lượng với ta đây Phương Tranh không khỏi cảm thấy chán ghét Như thế nào mà hỗn đản này Luôn cường điệu ta cùng mập mạp là hai cái phế vật Tuy rằng lũy thừa bạo lực của hai người không cao Nhưng cũng chưa chắc là kẻ ăn không ngồi rồi Lại nói mặt khác Tính năng của đất không phải cũng có ba phần đều là rác rưởi hay sao? Thương lượng rằng co, Phương Tranh quay đầu cười khổ với mập mạp. Lúc này tiểu mang non đã phát hiện tình huống có chút không ổn. Tuy nhiên nàng cũng không tỏ ra sợ hãi, thấy song phương thương lượng không được gân tổ lên khinh thường. <laughs> các người đều là một đũ cặn bã, đánh thì đánh, đem một đũ các người giết hết cũng không phải không làm được. <laughs> biết lão nương là ai không? Dám động thủ cùng lão nương, cẩn thận chu di cứu tộc nhà các người. Phương tranh vỗ chán thở dài một hơi, tiểu ba nương này thực đúng là không biết trời cao đất dày, coi như người có thể gọi thiên binh thần tướng tới thì như thế nào. Trước mắt chúng ta vẫn yếu thế hơn địch nhân, thiên binh thần tướng tới đến không kịp nên phải ra dáng vẻ đáng thương lúc còn đáng thương. Tiểu bà nương này làm sao không biết thức thời như vậy? Phương Tranh ghé bên tay mập mạp nói nhỏ. Vậy, hộ vệ nhà ngươi khi nào mới đến đây? Nếu bọn hắn không tới kịp, chúng ta có nên chạy trước? À, có nên tính kế sách lui binh trước hay không? Quân tử báo thù mười năm không muộn. Mập mạp lau mồ hôi ngẩn đầu nhìn sắc trời cười khổ. Hả, hẳn đã bọn họ sắp tới rồi, về phần chạy trốn, à, người nghĩ rằng ta không muốn trốn sao? Nhìn hình thể này của ta như thế này. Nói xong, hắn suy sụp thở dài một hơi. Đồng thời phương tranh cũng thở dài một hơi, như thế nào lại quên mất chuyện này. Tình thể, hình thể của mập mạp nếu như chạy trốn, phòng trừng vừa chạy được vài bước cũng đã muốn lấy mạng hắn. Tình thế trước mắt đúng là khó xử, tiến thoái nữ lan. Nếu viện binh không tới, cơ bản có thể khẳng định, chắc chắn ba người bọn hắn gặp phiền toái đớn. Nếu không người mang muội muội của ta chạy trước, Ta ở lại đoạn hậu, phòng trừng bọn lưu manh cũng không dám đem ta giết người diệt khẩu. Mập mạp nói tiếp. Vậy không được, đi cùng đi, ai cũng không được thiếu. Thanh âm của phương tranh ngang nhiên lẫm liệt, kiết trước là một quai bảo bảo, đời này nhất định phải là một thanh niên nhiệt huyết một lần. Quả thực cảm giác hào hiệp trượng nghĩa này rất thích, phương tranh chỉ cảm thấy một tố nhiệt huyết bốc lên đỉnh đầu, đồng thời một tố hạo nhiên chính khí dâng lên trong lòng ngực. Ngang nhiên nhìn trăm trăm đám người chủ ca, Phương gia đại thiếu bất ngờ biểu hiện tựa như nhân cách của hắn đã tiếp cận với cảnh giới thần. Nếu như bắp chân không run, biểu hiện lúc này của Phương Tranh đủ làm cho các cô nương phải nhìn chăm chú. Đáng tiếc vị cô nương duy nhất ở đây đang bè bộ chửi nhau cùng đám người kiểu ca, không có thời gian phản ứng đến hắn. Mập bạp cảm kích nắm chặt tay Phương Tranh nói. Hảo huynh đệ, họa nạn mới biết được chân tình. Ngươi yên tâm, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có nữ nhân cùng chơi. Cùng Phương Tranh tiếp xúc đã lâu, mập mạp cũng biết thêm được vài từ nóng. Có phúc cùng hưởng nhất định là bản thân sẽ không phản đối. Tán gái à, mỗi người một phao mới tốt, cùng nhau chung một phao sẽ rất nguy hiểm. Chẳng may lộn nhào thì phải làm sao? Phương Tranh còn chưa kịp trả lời, bên này ánh mắt mập mạp chợt phát trong một tia quang mang. Ok, tập này dừng đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.